Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng tôi xin được kính mời quý vị và các bạn chứng kiến trận thi đấu tranh ba tư của chặng cờ đất Việt 2015 giữa kỳ thủ Trần Hữu Bình, người đứng bên tay phải tôi, anh Trần Hữu Bình đến từ Thanh Hóa, và kỳ thủ Dương Đình Trung, người đứng bên tay trái tôi, anh Dương Đình Trung đến từ Bắc Ninh. Xin chào anh Dương Đình Trung. Tôi và những người giới chuyên môn đã chứng kiến trực tiếp cái ván đấu của anh và anh Nguyễn Thế Chí ở trận tranh bán kết. Và quả thật là đúng là trong bất kể trong môn thể thao nào đó, nhất là môn cờ tướng, không có chiến thắng nào mà không đi kèm với sự may mắn. Ở trận đấu đó rõ ràng là anh có ưu thế rất lớn về thời gian cũng như hình cờ. Tuy nhiên đến lúc quan trọng nhất thì chiếc đồng hồ bên phía anh đã hết giờ. Thì anh xin hỏi anh có nuối tiếc không? Thật là lúc đánh thì em quá tập trung, em cũng không để giờ. Đánh xong thì có chút nuối tiếc, nhưng trong một cuộc chơi thì có người thắng người thua. Mà lại hai anh em cùng đội nên em cũng thấy cũng khá vui vẻ, cũng không buồn nhiều. Thực ra thì tôi nghĩ là anh không có việc gì phải buồn, bởi vì bản thân anh đã cống hiến cho quý vị khán giả một trận bán kết tuyệt hay. Và như chúng ta đã nói, bất kể ở đây ai cũng là người chiến thắng cả. Còn xin hỏi anh về những cái ý kiến của anh về đối thủ của anh danh thủ Trần Hữu Bình. Vâng, anh Trần Hữu Bình ở Thanh Hóa thì em cũng nghe danh rất lâu, nhưng quả thật là hai em cũng chưa một lần được gặp gỡ và chưa một lần đánh ván cờ nào với nhau. Mà hôm nay hai em được gặp nhau ở trong một cái trận đấu hay này thì em hy vọng là hai em sẽ cống hiến cho khán giả một trận đấu mãn nhãn. Xin chào anh Trần Hữu Bình. Rõ ràng là trong trận bán kết thì có vẻ như là anh thi đấu không đúng với phong độ của mình và thua tương đối nhanh trước kỳ thủ đương kim địch của giải đấu. Vậy thì nhắc lại về trận bán kết thì anh có đánh giá thế nào về Phạm Quốc Hương? Đúng là trận bán kết thì tôi đã chọn đấu pháp sai, tức là tôi đã dùng sở đoản đánh với sở trường của Phạm Quốc Hương. Thực ra thì Phạm Quốc Hương đã gặp tôi khoảng 3-4 lần cách đây khoảng gần 10 năm trong giải vô địch quốc gia, thì thành tích của lúc thi đấu đối kháng của tôi và Phạm Quốc Hương là khá tốt. Trong một trận tranh kiện tướng quốc gia thì tôi đấu kháng trực tiếp thì tôi cũng đã từng ăn Phạm Quốc Hương. Và trong những giải vô địch quốc gia thì tỷ số chúng tôi là tỷ số về nghiêng về phần tôi. Cho nên là tôi rất biết điểm yếu và điểm mạnh của Phạm Quốc Hương. Nhưng rất tiếc ngày hôm qua tôi đã chọn đấu pháp sai. Và trong thể thao đấu pháp là một cái rất quyết định. Vậy thì anh sẽ sửa chữa sai lầm của mình trong trận bán kết trước. Ở trong trận tranh ba tư này như thế nào? Anh đã chuẩn bị một cái đấu pháp, anh cho rằng là đúng chưa? Thật ra thì mỗi kỳ thủ đi thi đấu đều muốn vào tranh nhất gì, nhưng tôi cũng sẽ cố đánh nốt trận ba tư một cách tốt nhất để chúc giải thành công tốt đẹp. Chúng ta vừa nghe được những chia sẻ rất hay từ hai kỳ thủ, danh thủ Trần Hữu Bình và danh thủ Dương Đình Trung. Họ đã chuẩn bị hết sức sẵn sàng cho trận đấu cực kỳ quan trọng này. Và sau đây chúng ta sẽ chuẩn bị được theo dõi ván đấu rất được chờ đợi. Khóa Việt Tiệp được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại là sản phẩm cao cấp chống giò chìa và khoan phá, chất lượng an toàn tuyệt đối. Ê! Chúng tôi lo lắng không biết chuyện gì xảy ra. Khóa Việt Tiệp, niềm tin của mọi nhà. Trong trận đấu này, kỳ thủ Trần Hữu Bình mặc áo đỏ và được cầm quân đỏ đi trước, kỳ thủ Dương Đình Trung mặc áo xanh và cầm quân xanh đi sau. Trận đấu được tài trợ chính của công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp và các nhà tài trợ: công ty trách nhiệm hữu hạn Eni France Việt Nam, công ty Carotech, khách sạn Dulit Hotel Ninh Bình và nhà hàng Sen Đồng Trị, Hồ Tây, thủ đô Hà Nội. Trận đấu bắt đầu. Xin được vui mừng giới thiệu với quý vị khán giả, người chịu trách nhiệm trên cabin bình luận ngày hôm nay là tôi, Phạm Thanh Trung, admin diễn đàn cờ tướng .thanglongkidao.com và anh Vũ Hữu Cường, huấn luyện viên kiêm vận động viên của đội tuyển cờ tướng Hà Nội. Anh Vũ Hữu Cường cũng là huấn luyện viên trưởng của Học viện Cờ tướng Thăng Long Hà Nội. Xin chào anh Cường. Xin chào anh Trung, xin chào quý vị khán giả. Sau 4 nước khai cuộc thì Trần Hữu Bình khởi đi trước là từ thế trận khởi ngựa và chuyển vào pháo đầu và hình thành thế trận trung pháo nhảy hai mã trong tuần hà xe. Ừ.
Vâng, vẫn như lối đánh sổ trường, tiến xe ăn hà, đấu xe ăn xe và mở tốt 3, sau đó có thể là đi xe 9 tấn 1 chuyển sang lộ 2 tấn công của cái cánh phải, cái cánh vừa đấu xe của bên đen. Người cầm quân bên tỏ, bên đỏ, danh tướng hàng đầu của tỉnh Thanh Hóa. Và người cầm quân bên xanh Dương Đình Trung cũng là một danh tướng hàng đầu của tỉnh Bắc Ninh. Một trận đấu rất hay. Một trận đấu ngoài cái sự quyết liệt của nó ở cái trận tranh 34 thì còn là những cái cuộc đối đầu giữa rất nhiều cổ động viên trung thành của hai anh đang lấp ló ở ngoài khu vực đường pit. Có khả năng là Dương Đình Trung không muốn bên đỏ đi pho 8 tấn 4 mà quyết định chuyển pho 8 tấn 2, vừa mở cho cánh yếu của con mã lên, vừa tấn công vào để gây thoáng mã cho bên đen, vừa mở đường cho mã 7 lao lên tấn công. Binh 7 tấn 1. Sẽ là mã 7 tấn 5. Cách đáng tiếc trước hai đối thủ của mình, anh Dương Đình Trung và anh Trần Hữu Bình chắc chắn sẽ không muốn chia tay trạng gà đá Việt với vị trí thứ tư. Có vẻ như là bên đen chưa lên sĩ lên tượng, trung lộ rất là trống trải. Có thể sẽ là binh 7 tấn 1.
vạch một đường tượng rồi. Có thể đi xe 9-7 bắt tượng. Anh Bình đã quyết định đi phò 8-7 tấn công vào lộ mã. Nếu như ở bên đen mà đi voi 5, voi 3 thoái 5 thì lại là binh 3 tấn 1. Một nước cờ không cho bên đen chuyển pháo trong cái hình đồ đấu tốt. Hoặc nếu như bên đen mà đi voi 3 thoái 5 thì bên đỏ cũng có thể đi mã 5 tấn 7. Và 3 tháng 5 rồi ạ. Chúng ta hãy chờ xem anh Trần Hữu Bình có thể đi binh 3 tấn 1 hay đi mã 5 tấn 7. Mã 5 tấn 7 bắt ngựa. Tôi nghĩ là sau cái ván đấu mà vừa rồi trước anh Phạm Quốc Hương, ván đấu bán kết mà các bạn đã xem, anh Trần Hữu Bình có sai lầm về khai cuộc và bị trong một cái hình cờ mà đỡ từ đầu chí cuối thì chắc chắn là anh Bình đã rút ra được nhiều kinh nghiệm. Và trận đấu này sẽ là một trận đôi công bão táp mà người chủ động phát động sẽ là anh Trần Hữu Bình. Bộ mã của bên đỏ rất là đẹp, đứng hết ở vị trí quan trọng, nó có xe và pháo yểm trợ rất là mạnh. Mã 3 tấn 4. Thế thì bên đỏ đi xe 9-6 bắt ngựa thì bên đen cũng có thể đi xe 1-4.
Theo quan điểm của tôi là nên đi là xe 9 bình 8. Bắt pháo. Với thế trận pháo đầu mã đội này thì không ngạc nhiên gì khi anh Vũ Cường thường dự đoán chính xác, bởi vì cái anh Cường cũng rất mạnh ở trong cái thế trận pháo đầu mã đội này, anh Trần Hữu Bình cũng vậy. Tốt 5 tấn 1. Như trong trường hợp mà bên đen binh 5 tấn 1 thì bên đỏ cũng có thể là đi binh 3 tấn 1, ưu thế mà tốt sang sông, hoặc cũng có thể là đi mã 7 tấn 5 ăn tốt. Theo quan điểm của tôi, nếu như bên đen đi binh 5 tấn 1 thì bên đỏ cũng nên đi là binh 3 tấn 1. Vâng, bên đó đã đi binh 3 tấn 1. Nếu như bên đen đi voi 5 tấn 7 thì bên đỏ sẽ đi mã 7 tấn 5 ăn tốt, thì khả năng là bên đỏ sẽ chủ động hoàn toàn về thế trận, và trong khi đó với thế coi pháo đầu vào mã ở trung tâm nhòm vào các vị hai cánh chi chiếu của bên đỏ thì khả năng là ưu thế rất là lớn. Nên theo quan điểm tôi có thể là đi binh 5 tấn 1 tiếp. Bên đèn đã voi 5 tấn 7. Trần Hữu Bình cũng chưa vội vàng thì ăn tốt đầu, đưa xe vào bắt ngựa. Ngựa này sẽ rất khó đi. Nhưng khả năng bên đôi đen sẽ đi xe 1 bình 4 giữ ngựa. Sẽ là xe 6 tấn 2. Vâng, tiến xe lên là ngăn cản cái đường tấn công, lao ngựa xuống đấu xe. Vâng, có cảm giác như nếu như bên đen đi binh 5 tấn 1 là có khả năng là đỡ được hết tất cả các hướng tấn công của bên đỏ đấy.
Mục đích bên đỏ đi xe 6 tấn 2 cũng có thể đưa pháo qua bắt ngựa. Tốt 5 tấn 1. Các bạn đang xem các trận đấu trong khuôn khổ giải đấu chặng cờ Đất Việt 2015. Trận đấu này là trận tranh 3-4 thuộc vòng chung kết khu vực miền Bắc giải đấu chặng cờ Đất Việt 2015 giữa hai kỳ thủ Trần Hữu Bình của câu lạc bộ Hoa Phượng, anh Bình đến từ Thanh Hóa, và anh Dương Đình Trung câu lạc bộ Việt Sơn, anh Dương Đình Trung đến từ Bắc Ninh. Trận đấu được sự điều hành của trọng tài Nguyễn Hưng Hải diễn ra tại Hồ Sen Đồng Trị, Hồ Tây, thủ đô Hà Nội. Các trận đấu của chặng cờ Đất Việt sẽ được phát sóng trên Today TV lúc 15 giờ thứ bảy và chủ nhật, 14 giờ thứ hai hàng tuần, trên VTC3 lúc 15 giờ ngày thứ ba, tư, năm, sáu hàng tuần. Ngoài ra các trận đấu còn được phát lại trên kênh YouTube của Sông Mã Ca và diễn đàn Thăng Long Địa Đạo. Kính mời quý vị khán giả đón xem. Sẽ là pháo 7 bình 6. Có thể sẽ là mã 7 tân 8. Mã 7 tân 8 thì có thể là khả năng là bên đen đưa pháo vào, bên đỏ lại chạy xe ra. Bên đen vẫn khả năng vẫn dễ bị mất ngựa. Trần Hữu Bình đi mã 7 tấn 5. Có thể sẽ là mã 7 tấn 5. Mặc dù bên đen ưu thế hơn tốt đầu qua sông, nhưng mà các cây cối của bên đen, bộ xe pháo mã thẳng hàng nằm trong tầm ngắm của con pháo lục và các cây cối rất là khó triển khai. Bên xanh đang gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà tôi nghĩ là bên đỏ phải đi tuyệt đối chính xác. Thank you.
Đỏ cũng có thể đi pháo 5 thoái 1. Pháo 5 thoái 1 để lên tượng bắt tơ đầu hoặc có thể chuyển pháo qua thì sẽ thành hình một đổi đôi. Pháo 5 thoái 1 để mục đích là lên tượng bắt tơ đầu. Cũng rất mạnh. Đưa nốt con mã còn lại lên tấn công. Nhất là 2. Nếu như xanh mà đi pháo 4 bình 8 thì sẽ bị là pháo 6 tấn 7. Nếu như không đi 6 4 bình 8 thì tôi nghĩ là nước pháo 4 bình 8 cũng có thể tạo thành tình thế 1 đổi 2. Nhưng mặc dù là thành ra thế trận là xe pháo mã đánh với cả hai pháo hai mã và bên đen vẫn có tốt đầu qua sông chợ công thì cũng là vừa thoát giải tỏa được thế cô của bên đỏ. Nhưng nếu không thì cứ bị cột ở đấy cũng rất là khó chịu. Mà cái con mã hai có thể nhảy xuống và tấn công vào cái cánh tượng của bên đen cũng rất nguy hiểm. Bên xanh cũng không vừa đâu ạ. Mã 5 tấn 3 bắt xe. Thì cần có xe đỏ mà di chuyển ra gọi đường ngang này thì sẽ là tốt 5 tấn 1 gây áp lực cho pháo đầu. Xe 8 bình 2. Trong một cái số hình mà cái mà bên lên tròn hết sĩ tượng thì đường mã nhảy chỉ có nhảy vào điểm chiếu là sẽ có thể gây nguy hiểm cho các trận đồ. Vậy thì bên đỏ muốn có các đường đánh nguy hiểm thì cũng phải nhảy mã vào điểm chiếu tướng để từ đó có thể chiếu tướng bên đen thì cũng sẽ gây được rất nhiều tình huống nguy hiểm. Mặc dù trong cái bộ đấy thì cái bộ ba xe pháo mã của bên đen bị cột đứng rất là khó chịu. Nước tiền pháo là một với brick bên đen cũng có thể dùng thủ đoạn là mã 4 tấn 5 để thoát thế cô. Hoặc cũng có thể là binh 5 tấn 1 bắt xe bắt pháo. Phản kháng tương đối hay của bên xanh. Kỹ thủ số 1 Bắc Ninh, Dương Đình Trung. Cũng có thể là pháo 4 binh 5 chiếu tướng. Rất nhiều cái nước cờ phức tạp trong cái hình đồ mà xe hai ngựa, một pháo một tốt đứng ở
tập trung hết vừa dày đặc trung lộ như thế này. Lên một nước sĩ chờ, tránh được chiêu tướng. Bên đen nhảy mã 3 tấn 2 tập trung vào cái cánh trái của bên đỏ khi con xe 8 đã rời sang vị 2. Mã 2 tấn 3, mục đích là có thể đi pháo 4 bình 3 vừa cởi thế cô vừa bắt cục bí. Nếu như mà xe 8 mà bình 3 ăn pháo thì sẽ bị mã 4 tấn 3 thoát cả hiểm cả nước pháo đang ngắm nhìn xe 4. Bên đen có thể dùng mã 4 tấn 5 bắt xe để thoát thế cô. Đợi có cảm giác như bên đen đi mã 4 tấn 5 là thoát thế cô. Không, xe tấn 2 ạ. Bản cờ rất khó chịu. Đỏ đang phục nhảy mã chiêu tướng ăn xe. Không, có thể là từ xe lầm nước xe 4 tấn 3 của bên đen. Theo quan điểm của tôi, đi nước mã 4 tấn 5 có thể là thoát được thế cô. Nào, mã 4 tấn 5 thì pháo 5 tấn 2 vẫn chưa thoát được thế cô, bên đỏ đang hỏi hết. Vâng, cũng là một cái nước rất là khó để có đi đấy. Đường mã rất là đan chéo, khó nhận định được tình huống. Nếu như chạy xe ngang thì mất ngựa, nhưng nếu có thể là phải chạy xe dọc hoặc là xuất tướng. Xuất tướng và cả bộ để dòng dọc để đứng trong cái tầm của con pháo ngắm của con pháo 6 thì cũng rất là nguy hiểm. Nếu như xe 4 mà bình 6 bắt mã này thì sẽ bị là pháo 6 tấn 4 ăn mã, giữ mã luôn. Bên đèn sẽ mất cây.
Nào, pháo 9 thoái 1. Nếu như bên đỏ đi mã 5 tấn 4 chiếu thì sẽ bị pháo 9 bình 6 cột lại bộ ngựa, và bên đen cũng không thể đi mã so mã 4 tấn 6 ăn xe được. Cũng là một nước khai. Đi như vậy cũng có thể bên đen có con xe 2 tiến 5 bắt pháo được. Nên là gây khó khăn cho bên đỏ tiến xe tấn 5 bắt pháo, gây khó khăn cho bên đen. Vẫn bị cái nước cờ chiếu tướng bắt xe. Nào, xe 2 tấn 5, Trần Hữu Bình đã nhìn thấy rồi. Đem quyết định phía cây, chuyển xe cô lộ 3 tấn công bên đỏ. Rồi, sẽ là pháo 6 tiến 4. Rồi, cũng có thể là xe 2 bình 1. Vâng, sẽ là sau pháo 6 tấn 4. Hiện thời bên xanh đang kém một cây đang cầm 1. Có thể là xe pháo 4 bình 3 bắt tượng. Vâng, pháo 4 bình 3. Pháo 5 sẽ bình 7. À, mặc dù trong tình huống hơn cây như thế này mà bên đỏ mà xử lý không khéo léo cũng có thể sẽ dẫn đến bị phản đòn và thua cuộc ngay lập tức. À, đỏ cũng có thể đi mã 4 tấn 2. Trong trường hợp xe 7 bình 6 chiếu thì là pháo 7 bình 4. Vật tượng chiếu thượng tướng. Nếu như mà đen đi xe 4 bình ra hỏi hết thì sẽ bị mã 2 tấn 4 chiếu và nhảy mã vào đầu sĩ. Mã 5 tấn 6 chiếu tướng hết cờ. Nếu nước mã 4 tấn 2 là phục nước mã 2 tấn 4 chiếu tướng có thể mất xe hết cờ. Nhân Hữu Bình đã nhìn thấy rồi. Mã 4 tấn 2 đang bắt xe. Buộc xe 7 bình 6 thì pháo 7 sẽ là bình 4. Bốn tấn 1. Vậy là khi mà chiếu như thế thì bên đen chưa có gì nguy hiểm cho bên đỏ chiếu hết, mà bên đỏ đang phục nước mã 2 tấn 4 chiếu tướng. Nếu như mà sĩ 5 tấn 6 ăn lên thì sẽ bị là mã 5 tấn 6 hết cờ. Mà nếu xe ăn về thì bên đen sẽ mất xe. Vâng, sẽ là thoái pháo về để bắt xe.
Vâng, 2-1. Rất khó rồi. Nếu xe ăn về thì sẽ là mã buộc phải xe ăn lên. Chiếu tướng đá pháo vào, bán xe vào. Sang. Tôi nghĩ là đã có thể chào mừng người đoạt giải 3 của trạng cờ đối Việt 2015 khu phía Bắc là anh Trần Hữu Bình đến từ Thanh Hóa, và giải 4 sẽ được trao cho anh Dương Đình Trung đến từ Bắc Ninh. Một trận đấu xô sát rất hay, và trong cái thời điểm cuối cùng của trận đấu thì anh Trần Hữu Bình đã tỏ ra là người xuất sắc hơn. Không còn cơ hội. Xin chúc mừng anh Trần Hữu Bình và xin được cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý khán giả. Cảm ơn sự có mặt của anh Vũ Cường trên băng ghế bình luận chuyên môn. Cảm ơn anh Trung. Xin chào quý vị khán giả.